Rồi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em cái cách để dựng một cái cầu thang ha, trong cái bài tập số 1. Thì ban đầu em sẽ định cái góc tọa độ cho thầy những chữ VG và em chọn cho thầy cái chữ size. Rồi this label apply, ok. Rồi tiếp theo em insert cái bản kết vào, insert liên kết. Em chọn lại cái bài tập số 1. Chọn mặt bằng là tầng 1. Em lấy trắng đen black and white, lấy lại các lớp layer và origin to origin open. Và như cái bài tập hôm trước là các em đã dựng được cái tường ha, bên trong bên ngoài là gắn các cửa và cửa sổ, thì hôm nay thầy hướng dẫn cho em cái cách để dựng cái cầu thang. Thì bây giờ thầy sẽ tạo một cái mặt sàn floor nằm ở tầng 1, chọn fit line. Sẽ thuật lại rồi làm lại nhé, mặt sàn floor nó chỉ tiếp tờ, em chọn bit line này tôi chọn một lát mình sẽ dùng mình chia với nó lại. Cái khó là những tờ là và sẽ làm những quy định sẽ là view như thế này, chỉnh chế độ sẽ đi. Ok, sau đó thầy lên tầng 2. Ở tầng 2 thầy cũng dựng một khách sạn y chang như vậy, ở tầng 2 thì cool. Rồi sau đó bạn nhấn quy định là xong. Giờ mình sẽ có là hai tầng, tầng 1, tầng 2. Rồi bây giờ chỉnh sang chế độ view, mình chọn cho mình cái title window, mình tắt những cái nào mặt sàn mặt văn vẽ không cần thiết, title window để lại đây một bên là model view. Rồi một lát mình sẽ dựng lại cái cầu thang nằm ở dưới này. Rồi ok, thì trong cái tầng 1 bạn chọn architect, bạn chọn cho mình cái chữ stair by cat. Rồi chọn mình boundary và chọn bitline. Thì mấy em lưu ý như vậy là cái nét bên trong là cái nét cầu thang, còn bên ngoài cái này là nó chính là cái phần railing. Rồi bây giờ những chữ T, R đều nối nhau lại. Và lưu ý là gì, là trong trường hợp mà dựng cầu thang á, những cái phần chứa lũy em nên cắt ra ha, bằng cách là dùng cái lệnh slip L cắt nó ra. Sketch thoát lên. Rồi cái đó là theo kinh nghiệm được vẽ thôi. Rồi tiếp theo em chọn chữ Riser và chọn viết lại. Riser theo phần mặt bậc bậc. Những cái nào có rồi mình chọn, còn những nào chưa có một lát mình sẽ dùng lệnh like mình vẽ lại. Rồi ở đây cái trường hợp thì khi em chọn nó không có là liền, thì cách nào để dùng lệnh instant, chọn boundary, chọn đi, chọn boundary, chọn right side. Rồi cái đoạn này chưa có em lại dùng like để vẽ, sketch hoặc là em chọn right side like. Rồi và bạn sẽ nhấn chuột Finish hoàn thành. Rồi khi bạn Finish thì nó sẽ báo lỗi như thế này, tức là gì, là
cái số bậc cầu thang ấy, được tạo ra so với cái bảng ghép này và cái cách tính của đường vít nó khác nhau, thì ông phải chỉnh lại sao cho nó phù hợp trong thực tế. Ví dụ giờ trường hợp ở đây nè, đây là cái số bậc tại thực tế là tính theo theo cái độ tầng là bốn, là một bậc, thì ông phải chỉnh lại nó làm sao bốn như ngược lại. Rồi sau khi chỉnh xong rồi nó dập xuống. Ok, và tiếp theo mình sẽ quét cái lỗ của thang nào. Mình sẽ chọn architecture và chọn chữ sát trong phần opening, nó gọi là sát opening level. Em chọn cho rectangular và em chọn từ đây này escape sát lại, và em để là trước khi finish đó là em chọn lại cái này thôi. Tức là gì, cái chân tường, cái chân của cái khối sắt là không offset xuống 150 mà nó bằng không, và đồng thời là cái đỉnh khối sắt nằm ở tầng 2 anh nhìn ngược lại, và những phi đi thì mình sẽ khoét lỗ cho em này. Ok, rồi tương tự em sẽ vẽ tiếp cho cái cầu thang này. Rồi khoan, một điều lưu ý nữa là khi em dựng cầu thang lên em thấy thì là cái hướng cầu thang đi từ hướng đi lên đúng không? Rồi em chọn lại cầu thang đó. Rồi đèn cuối sáng. Chọn lại cầu thang. Em nhấn em chọn là trong bảng kết trong 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 cái bảng mặt bằng thực một có một tên nhỏ, em lấy chữ trái lập tức là nó sẽ đổi cái hướng đi lên cầu thang sao cho phù hợp đúng hoàn vậy. Ok chưa? Rồi tương tự như vậy mình sẽ dẫn tiếp cái mặt cầu thang qua phía đây. Rồi em chọn thầy chữ architecture và chọn chữ stair, stair bracket. Trong phần boundary em chọn thầy chữ pit line tạo đường viền của cầu thang chứ. Rồi tiếp theo là phần riser pit line. Rồi tiếp theo cái sketch thoát lực em nhấn chữ stand để em nối với nó sơ lại. Rồi sketch thoát lực em nhấn chữ finish. Thì thực chất là trong Revit á, cái phần mà tạo cầu thang á, thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là dùng cái stair bracket, cái thứ nhất là stair by component và stair bracket. Thì stair by component nó sẽ dễ sử dụng hơn nhiều, thì tạo những cái tấm đất có sẵn. À, rồi bây giờ mình sẽ đổi, mình coi lại bây giờ là số bậc thực tế khi mà dựa vào cả độ tính toán nó là hai mã bậc. Ok chính xác. Tiếp theo mình sẽ đổi lại cái vị trí cái hướng mà cầu thang lên. Tiếp tục mình sẽ khoét cái lỗ này, khoét cái lỗ cầu thang. Em chọn là architecture và chọn chữ sắt, chọn pit line. Thì lúc bây giờ em sẽ nhấn chuông finish thì nó sẽ báo lỗi vị trí này, bởi vì cho hai cái đường này chưa nối lại với nhau thì đường định tên rồi để nối lại. Ok finish. Như vậy là xong một phần mà dẫn cầu thang và quét lỗ của cầu thang. Và bây giờ các bạn sẽ làm lại ha, làm lại. Rồi bây giờ cái bài ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho em cách là dựng một cái mặt bằng kết cấu
thì gồm có sàn, có cột hoặc là móng đơn, móng băng cho 15 tầng. Thì trước tiên là theo thông lệ cũ là em chọn chữ VG thôi. VG em chọn chữ size để xác định mặt bằng, góc tọa độ. Project by bond, apply, ok. Rồi tiếp theo em chọn vào chữ insert, em chọn liên kết. Thì trong đây đó, ở phía ngoài trong bài tập RAD đó, nó có một cái mặt bằng nữa gọi là Revit Structural Floor Plan này ha. Em click vô, em chọn black and white, origin to origin, open ok. Đó. Đây là một phần, đây là một phần CAD. Thì em để ý nè, đây nó có các dạng lưới, lưới dọc và lưới ngang. Lưới dọc và ngang thì lưới dọc của em thì đánh số tự từ 1 cho đến số 18, còn lưới ngang là đánh từ ký tự A đến GM ha. Rồi thì cái điều đầu tiên là gì, là mình sẽ dựng lại mặt lưới này, dựng lại mặt lưới này bằng cách nào? Em chọn thời chữ Architecture, ở đây nó có một cái gọi Rig là lưới, lưới vô và nhấn Speed Line. Nhớ lưu ý là gì, khi em chọn là chỉ chọn một lần thôi nha, không chọn lần thứ hai. Nếu em chọn lần thứ hai là nó sẽ hiểu là gì, lưới thứ nhất chèn lưới thứ hai, lẹ thứ ba, thứ tư trùng nhau. Bây giờ chọn nè, lít từ trái một cái nó hiện số 1 và hiện dấu này ha. Tiếp tục có số 2 hiện dấu này, số 3 4 5. Thì khi mà em lít vô thì lập tức là nó sẽ tạo một cái đường nét đất này, nó nối lại với nhau cho em biết là gì, là cái chỗ đó mình đã chọn rồi, chỗ đó mình đã chọn rồi. Chọn nhanh thôi, rồi phóng to lên chọn nét. Rồi 18 cái. Tiếp theo, bây giờ em chọn lưới ngang nè, khi em chọn lít vào trái nó hiện số 19. Bây giờ làm sao chuyển ký tự A? Escape thoát lệnh, chọn vô đó. Double click hai cái, nhấn chữ A. Shift A. Rồi, tiếp tục. Architecture, chọn lít tiếp. Chọn bit line tiếp. Rồi tiếp tục. B. Tự động tạo thứ tự là B, C heo. Rồi, D. F, R, H, I, G, K, L, M. Được chưa? Rồi, Escape xác lệnh. Rồi lưu ý ở đây nè, em thấy nè, nó có một cái đoạn mà nó không thấy chữ E đúng không? Là do làm đâu? Em click vô này em thấy có, nó có một cái dấu này, cái dấu vuông đúng không? Em click vô cái này ra. Và bên đây nè, nó hiện nằm đây nè. Em tắt cái che đi, hiểu không? Rồi, còn cái dây hiện giờ màu đen là gì? Màu đen là của bản két, màu xanh là của Revit, nhớ nha. Rồi tiếp theo bây giờ em thấy nè, bây giờ em muốn giấu cái bản két đi bằng cách nào? Chỉ để thể hiện lại cái lưới thôi. Em nhấn chữ VG thì trong đây nó có một cái là import category, tức là gì, là những cái đối tượng mình đưa vào trong bản vẽ, import vào lưới vô. Em tắt cái bản két đi, là family, tắt bản két đi. Apply, ok. Thì thấy em còn lưới không? Được chưa? Rồi bây giờ em mở lại VG, Inbox Category, em chọn thầy là bản két đó và nhấn Apply thì nó hiện là bản két đó. Ok ha. Rồi bây giờ em bắt đầu làm thử ha. Rồi ok. Bây giờ sau khi mình dựng lưới xong rồi đó, bây giờ em sẽ thế này. Em sẽ dựng lại cái đường biên của mặt sàn này, cái nét đậm này. Nó chính là cái đường biên, phần nó gọi là phần boundary của mặt sàn á nha. Rồi cách dựng như thế này, em chọn cho thầy chữ structure, chọn cái thầy chữ floor, mặt sàn kết cấu ha, floor structural, biết chưa? Thì ở đây mặt sàn này nó có nhiều loại, bê tông hoặc là mặt sàn rendering ha, vân vân. Để đây em chọn mặt sàn rendering 150 ly đi ha. Rồi sau tiếp theo em chọn thầy chữ bitline. Rồi tương tự em cứ chọn nó thôi. Thì trong quá trình em chọn, em để ý cho thầy một cái này. Đây, chỗ này là khi em chọn cái đường này nè, thì có phải nó trùng với cái đường của cái đường lưới đúng không? Nhấn Ctrl Z quay lại và em dùng line thầy, em nối lại. Escape xác lệnh. Rồi tiếp tục click line tiếp. Những chỗ nào mà trùng với lưới thì bắt buộc mình phải dùng lệnh line để mình vẽ lại. Đây cho dùng lưới nè, line để em vẽ lại. Sketch thoát lệnh, dùng bit line tiếp.
tiếp tục chọn ha, cái nét đậm đúng không em, nét đậm, nét thấy được. Rồi tiếp theo bây giờ cái này, cái này có bị trùng nè, trùng với lưới này thấy không. Bây giờ sử dụng line. Rồi kinh nghiệm vẽ em để cho thầy cái này, thầy vẽ đến đoạn này thôi. Sketch phát lệnh. Em để ý nè, ở đây nó có một cái bị lỗi, tức là gì, là đây là cái phần tường nó bị cắt đặt dư sâu mặt sàn, thấy không? Do mà cái để đó mình nói là đến đây thôi. Rồi bit line tiếp, chọn điều này đã lắp xử lý xong. Ok ha. Rồi đến khúc này nè, cái dùng em vẽ một cái lệnh line tiếp chỗ này, kéo lại qua, nhấn lệnh TR, lệnh stream nối rồi này lại. Ok ha. Rồi để sau đó nhấn finish là xong. Lúc giờ nó dựng trên mặt sàn đó. Em mở 3D view và em mở chế độ view và chọn title window nằm đây, click vô, chỉnh chế độ shading tô bóng. Em thấy mặt sàn thế này, được chưa? Và để ý cho thầy cái này, cái phần hình này là cái tường nha, tường này. Nét đất cũng là cái tường nè. Rồi những cái này là cái tường, tường. Còn những cái này là cái cột nè, cột bê tông ở đây nè. Được chưa nào? Rồi bây giờ em sẽ dựng lại cho thầy cái đó ha. Rồi bây giờ thế này, sau khi em dựng được cái mặt sàn xong á, thì bây giờ em để ý cho thầy nè, đây là những cái cột nè. Giờ mình sẽ bỏ cột vô cách nào ha. Thì em chọn thầy chữ Truster, Truster. Rồi ở đây nó có chữ column, em lấy chữ column, được chưa? Rồi tiếp theo bây giờ là khi em bỏ em đưa chuột vô là nó như thế này, nó báo lỗi, nó hiện cái cột. Thì cái cột này là cột hình chữ Y đúng không, hình chữ Y. Nó không phải là cái cột bê tông chỉ giờ. Thì cái cách nào mình lót cái cột bê tông vô, nhấn lót family nè. Rồi em chọn thầy cái thư mục library US Magic. Rồi chọn chữ column structural, structural column là cột kết cấu ha. Để vô. Rồi tiếp theo chọn chữ concrete là bê tông. Xong. Rồi em chọn cái cột nào hình chữ nhật. Đây, concrete rectangular column. Rồi nhấn open rồi cái. Thì lúc giờ em thấy nè, thấy không? Nó hiện ra hình chữ nhật. Rồi ở đây cái nữa là cái cột này á, thì cái kích thước nó mình chưa biết, thấy nhỏ hơn không? Đúng không? Thì kết xác lệnh bây giờ đo, modify. Em chọn cái thước, em đo thử với thầy xem là cột bao nhiêu. Là 600. Này hôm nay là nhiêu? 450 ha. Ok. Kép phân lệnh Chastro column. Rồi ở đây nó hiện nè, đây là cột 300 450. Bây giờ sao, em lít vô thử coi có không, 450 600, có. Lít vô cái. Rồi em ra chuột vô nè. Em nhấn spacebar là cái phím dài á. Cái phím dài á. Rồi tiếp theo, trước khi lít chuột vô đây á, thì em chỉnh cho thầy cái nữa. 2 chiều cao. Cái cột của nó nằm ở đâu? Nằm lên tầng 2. À, rồi bỏ vô. Còn nếu không chỉnh là nó báo lỗi. À có rồi thấy không? Xuất hiện thấy không? Ok ha. Rồi tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Cái nào có cột thì em bỏ cột vô. Spacebar. Kiếm cái nào có cột bỏ cột vô. Rồi. Tại vì cái bài này á, cái cột á là nó không chia theo mắt xích lưới, đâm ra mình không chọn hết được. Nếu trường hợp mà nó chia theo mắt xích lưới thì thầy sẽ chọn hết tất cả, chọn rất là nhanh. Còn đây nó chỉ có một số cột thôi, nó chỉ có một số cột thôi. Nhấn spacebar. Được chưa? Rồi hết. À, rồi nhấn escape phát lệnh. Rồi coi thế này. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu làm. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ dựng cái tường mà. Đây cái tường nằm đây ha. Cái tường. Rồi để dựng tường, trước tiên dựng tường mình phải đo thử cái tường này độ dày bao nhiêu.
chọn Modify nè, anh chọn thầy chữ Measure, anh đo thử độ dày của tường, nó là 450 ha. Rồi còn chiều dài bao nhiêu không cần thiết, mình chọn texture, mình chọn chữ word texture. Depth chiều cao nằm ở tầng 2 ha. Rồi ở đây có cách chọn nhanh ha. Em chọn thầy cái tường là 450 có ai không? Nếu như không có tường 450 thì em làm cách nào? 200 edit type WK, nó đặt cái tên khác là 450 mm. Ok ha. Và trong phần texture nó em nhấn em chọn độ dày nó là 450. Ok. Ok. Được chưa? Rồi tiếp theo em chọn thầy chữ bitline. Nào đây. Chọn bitline. Khi em rà chuột vô nè. Thì lúc bây giờ cái đường mà word center line nó trùng với đường này. Em chọn thầy chữ finish face editorial, em rà vô. Ha, à, canh chính giữa, list cái. Bây giờ nè. Ha. Rồi tương tự cho những cái này như vậy. Chọn rất là nhanh. Rồi ở đây nó có cái tường của cầu thang máy á, một lát thầy chỉ cho em cách thực hiện từ đầu. Cái này em không cần quan tâm đến chiều dài của cột của tường đúng không? Tức là nó sẽ dựng theo bản két. Đó. Két dài bao nhiêu thì tường sẽ dài dài bao nhiêu. Bởi phải rò, mình phải rà ra. Rồi tiếp theo nè. Đây. Đây là cái tường của phần thang máy nè, tường phần thang máy. Đây, góc này nè. Bây giờ rà chuột vô nha. Bây giờ ở đây thì nó nói là hướng vô trong đúng không? Như vậy nó nói là finish interior hướng vô trong. Thấy không? Họ lít vô. Hướng vô trong. Tự động nói luôn nè. Tự động nói lại nè. Ok ha. Nó tự động nói luôn á. Tự động nói lại nhau. Ok ha. Thì đó cách để dựng cái phần tường đó. Rồi giờ làm tiếp. Rồi bây giờ như thế này, sau khi mình dựng tường dựng cột xong á, thì để làm cách nào để mình dựng lên một lúc 15 tầng ha, thì mình sẽ dùng lệnh copy và paste nha. Thì trước khi dựng á, thì em vào trong phần cao độ trước để em tạo cao độ đã. Em chọn một phần sau như thế này. Rồi bây giờ để ý cho thầy cái này. Bây giờ thầy sẽ chọn lại cái đường lưới nè, lưới cao độ đó, thầy kéo qua nha. Ở đây thì cái phần template nó tạo cho em sẵn là hai cái mặt bằng cao độ tầng 1 và tầng 2. Bây giờ em tạo lại 15 tầng cách nào? Rồi cách tạo như thế này, em chọn thầy chữ modify. Trong đây nó có một cái lệnh được gọi là lệnh mirror nè, lệnh array. Rồi em list đối tượng đó, em nhấn chọn rồi, rồi em rà lên, nhấn chuột trái lên đó, lên cái đường lưới đó, thấy chưa? Rồi ở đây nó nói gì nè, khoảng bao nhiêu cái? Number không phải, em nhập cho thầy cái tọa độ lên khoảng 4 mét. Ok, làm lại nha, nhớ rồi. Lý chuột trái. Ok, sketch phát lại. Rồi em chọn lại cái đối tượng này, em nhấn lên Array. Rồi lý chuột trái vô đối tượng đó ha. Và em đưa chuột lên, em nhấn chữ 4m nè. 4m đúng không? 4000 đó. Enter. Rồi nó hỏi tiếp là có bao nhiêu đối tượng. Tôi nói là khoảng 15 tầng như vậy. Tính ra là nó có tầng 2 rồi thì chọn 14 thôi. Nhấn Enter. Lúc giờ anh lên nè, 15 là tính luôn cái tầng 1 level 1 á, đúng không? Rồi tiếp theo bây giờ thầy chỉnh lại cho nó đẹp hơn một xíu, thì chọn cái lưới đó. Bốn mét là cao độ đó, tức là trên nhau 4 mét, hiểu không? Rồi ok. Rồi tiếp theo bây giờ như thế này,
thầy sẽ kéo cái cao độ của cái phần lưới dọc lên, kéo cao cho đẹp, được chưa? Rồi khi em dẫn cái lưới như thế này á, lưới cao độ á, thì em thấy là thực chất là cái lưới vật lý, cái cao độ vật lý chưa có, tầng 1, tầng 2, tầng 15 chưa có nè, thì làm sao cho hiện ra? Thì ở trong đây nó có một cái lệnh view, nó nằm trong phần plan view. Em click vô, em nói gì? Floor plan. Floor plan tạo cho tôi tầng theo các lưới từ tầng 3 đến tầng 15. Shift chuột trái, nhấn OK. Thì lúc bây giờ em thấy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Thì đây là chính là những cái tầng vật lý ha. Rồi OK, em mở lại chế độ là view, chọn title window. Rồi cái nào không cần thiết này, tầng 15 nào tắt đi, không cần nè. Tầng 2 bây giờ không cần luôn. Bây giờ em mở lại title window tiếp. Sau khi em tạo được các tầng vật lý xong, rồi sẽ làm thao tác như thế này. Em chọn hết trong body view, rồi để cho thầy một cái gọi là filter lọc. Tức là gì? Tôi chỉ lấy cái gì? Tôi chỉ lấy là không lấy lưới nè, riết là lưới đúng không? Không lấy lưới, chỉ lấy sàn, cũng không lấy cao độ luôn. Sàn nè, không lấy rồi bevon, spam rồi symbol, symbol không lấy luôn. Lấy cột nè, không lấy view nè, lấy tường, cột và sàn thôi. Ha, like, OK. Thì lúc bây giờ là nó chỉ chọn có tường, cột và sàn cho em thôi, được chưa? Sau đó em nhấn cho thầy cái lệnh copy nằm đây nè, copy, bắt đầu align to select level, tôi bắt vào những cái tầng tôi chọn, từ tầng 2 cho đến tầng 15, shift chuột trái, em nhấn OK. Thì lúc bây giờ nó sẽ copy lên cho em 15 tầng. Đó, thì đây là cái cách để mình, thí dụ trường hợp có những cái tòa nhà building ấy, nó có những cái tầng giống nhau. Đó, ví dụ như tầng văn phòng 5 tầng, tầng để nhà ở 5 tầng, ví dụ vậy. Những cái tầng giống nhau mình sẽ dựng một tầng và copy lên. Đó, mình tắt rồi. Rồi, đợi xíu. Đó, lên 15 tầng. À, thì cái tầng trên thì có thể gì, bây giờ em bỏ hết tường và cột đi, em chỉ lấy phần sàn thôi. Đúng không? Tầng 15. Rồi, OK. Thì em có thể là gì, là em sẽ vào trong filter tiếp. Em bỏ cái phần cột tường đi, đúng không? Apply, OK. Lộn, Ctrl Z lại, làm lại nha. Em chọn tất cả, đúng không? Nhấn filter, em bỏ hết. Em chỉ lấy gì? Thứ nhất sàn, cột và tường, đúng không? Nhấn apply, OK. Sau đó chọn chữ copy. Copy, bắt align to select level, từ tầng 2 cho đến tầng 15. OK, copy lên cho mình. Đó. Trong quá trình xử lý nó hơi chậm chút xíu. Mới nãy mình quên chọn là mình xóa đi cái sàn. Giờ nhấn filter tiếp nè. Em chỉ chọn lại cái tường ở cột, phải bỏ sàn ra. Apply. Và nhấn delete đi. OK, nhấn delete là xong. Rồi bây giờ xóa cái tường ở cột vô. Được chưa nào? Đó. Để cách dẫn thế. 15 tầng. OK chưa? Rồi bây giờ em bắt đầu làm tiếp. Rồi OK, bây giờ thế này. Sau khi em dựng được lên 15 tầng cột và tường rồi á, thì lúc giờ em sẽ cắt cái lỗ của cầu thang ra, đúng không? Rồi bằng cách nào? Cũng tương tự như vậy. Em chọn một tầng, tầng 1 á. Em chọn cho thầy chữ Architecture và em chọn cái cuốn sát. Click vô. Chọn hình chữ nhật. Kéo thì để qua đây một cái, không phải, Ctrl Z, từ này, cái lỗ nè,
cái lỗ cầu thang. Rồi tương tự cái này như vậy nữa. Rồi sketch thoát lần. Rồi sau khi vẻ được xong cái phần sketch xong đó, thì em chỉnh lại thầy này. Cái chân của cái khối sáp đó không có âm xuống trên 50 mà nó bằng không, được không? Và cái top content tức là cái đỉnh của khối sáp đó nằm ở đâu? Nằm lên tầng 15 luôn, là nó khoét lỗ 15 á, không, nằm tầng 14 thôi, hiểu không? Nó khoét từ đó lên lỗ 14 thôi, 15 đúng không? Rồi nhấn apply cho và nhấn finish, thì lúc giờ nó khoét cho em từ tầng 1 xuống tầng 4. Ok ha, được chưa? Đó, không khoét lỗ cho em đó. À, rồi tiếp theo bây giờ cái phần tiếp theo là phần em dựng cái phần móng đơn. Móng đơn tức là những cái móng nằm cho riêng cho từng cột một, còn móng băng là thường là móng nó theo tường ha. Rồi như thế này, bây giờ trước tiên làm nó lại phải dựng phần cao độ của mặt, cái mặt hạt tầng hầm đó, nó được gọi là một khoảng, em chọn một khoảng sau thôi nha. Em dựng thêm một cái mặt phẳng nữa, một cái tầng nữa, tầng hầm level pit line. Rồi em nói là gì? Tôi nói là khi tôi chọn cái đường này và nó đi xuống của tôi khoảng 4 mét đi, thầy nói là trừ 4 mét, thầy đưa chuột vô không? Lý cho cá tự động tạo cho em kéo thoát lệnh, em kéo ra cho nó đẹp này đi. Đường line đúng rồi, tức khi em đưa chuột vô, nhưng mà em phải nhập cái giá trị offset này nha, hiểu được. Rồi bây giờ đặt cái tên lại, lại tên là từ Spayman. Yes. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ copy những cái cột xuống, giờ mình giấu tầng này đi. Đây nó rối xíu này nha. Rồi bây giờ em chỉnh vô vị trí là đẹp nhất. Rồi em chọn cái này, cách chọn như thế bữa này, mấy nay chọn nha. Rồi anh chọn hết chưa? Rồi ok. Rồi anh nhấn vô filter. Em nói là em bỏ khô, em chỉ chọn cái bỏ sàn luôn, đúng không? Bỏ hết đi. Em chọn lại thầy cái cột đó. Sàn luôn. Rồi nhấn apply. Sờ không, cái cột của tường thôi. Ok, mình không cần cái sàn. Rồi tiếp theo mình sẽ nhấn chữ copy và bát align to select level, em chọn hệ tầng spacement. Ok. Rồi bây giờ em thấy nó nằm dưới đây nè. Bởi vì sao em chỉnh lại tiếp đây. Cái này lại phải chọn từng cái một rồi. Ok, em nhấn Ctrl Z lại nha. Rồi. Cái đó lại phải chọn từng cái một, tức là cột với tường riêng để mình chỉnh tính chất riêng đó. Từng cái một. Rồi nó đủ chưa? Ok. Cho nó nhọn filter. Bỏ hết, em nói chỉ lấy cột thôi. Apply. Ok. Tiếp theo những chữ copy path align to select level xuống tầng specimen. Ok. Rồi, bây giờ em để ý nè, trên cái khung property nó nói nè. Cái chân tường nó nằm ở specimen đúng và có offset xuống nữa không? Nó không, không offset nữa. Không offset nữa. Nha. Rồi tiếp theo nó hỏi tiếp là cái top, tức là cái đỉnh của tường nằm đâu? Tôi nói đỉnh tường nằm ở tầng 1. Offset bằng 0. Đỉnh tường tầng 1, apply. Lúc giờ dịch lên. Dịch lên. Rồi. Tiếp theo cái tường cũng vậy luôn ha, cái tường cũng vậy luôn. Em chọn lại tiếp. Rồi em filter lại. Em bỏ hết, tôi lấy tường thôi. Apply. Ok, tôi lấy cái tường, cái này dính cái tường, lấy tường. Rồi, tôi nhấn chữ copy path align to select level, tôi chọn specimen. Ok. Cái này cũng tương tự y chang như vậy. Chỉnh lại. Tôi nói gì là cái chân tường á là nằm ở tầng basement đúng, nhưng mà có offset đi xuống dưới 4 mét thôi không? Tôi nói không, hiểu không? Và tiếp theo tôi hỏi gì là cái top của đỉnh tường nằm đâu, nó nằm ở lên tầng 1. Apply. Để giờ nhận lên. Ok ha, cái đó hơi rối xíu. Rồi bây giờ thế này, trong phần này em để cho thầy cái này gọi là phần móng đơn, cái cách để tạo móng đơn thế này. Em chọn structure thầy,
cho thầy chữ isolated. Ở đây nó nói này, hiện giờ Fit Family về cái món đơn nó chưa có những Z để mình đưa vào. Thoát ra một vật, chọn US Magic và em chọn thầy cái là Chester Foundation. Và em chọn thầy cái hình chính chữ nhật Rectangular Footing ha. Nhấn Open rồi cả. Rồi bây giờ thế này, nó hỏi là gì? Bây giờ anh muốn add, em bỏ từng cột một hay sao? Tôi nói add theo cột, và tôi sẽ chọn hết tất cả cái nào dính dáng cột, cái nào dính cột finish rồi cả. Escape thoát rồi. Rồi tiếp theo bây giờ nè, cái cột này á, ban đầu cái món đơn này nó hiểu nó nằm ngay tầng này nè, tầng 1. Chọn món đơn đó, lít chuột phải, chọn Select Orientation in Title Deck. Những món đơn nằm trong dự án ha. Và em chỉnh lại, em nói rằng cái cột á, cái món đơn á, nó nằm ở tầng Payment chứ không phải tầng 1, Apply ha, nó nằm Payment chứ không phải tầng 1. Rồi tiếp theo bây giờ tiếp tục là em làm cái món băng. Em chọn chữ Structure và em chọn chữ Word, lít vô. Nó hỏi em chọn, bây giờ mình nói là cái này nhanh hơn. Cái này thì em chỉ cần gì, em chọn cái nào dính dáng tường, Select Multi, chọn hết. Rồi cái nào dính dáng tường, tự động nó hiểu ha. Và nhấn Finish, lập tức nó tạo cho em. Ok ha. Đó, thì cách đã tạo món đơn văn thì em làm thử còn lại ha.